Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2024 sắp tới, sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm với đại án Việt Á. Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trung Ngọc Anh và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 36 bị cáo khác sẽ hầu tòa trong vụ án nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vi phạm khi mua bán kit test của công ty Việt Á. Theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc đã can thiệp tác động và chỉ đạo giúp công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm COVID-19 hiệp thương giá và kiểm tra hiệp thương sai quy định. Như vậy, giúp Việt Á tiêu thụ được số lượng lớn sản phẩm, thu lời bất chính. Ở vụ án này, ông Nguyễn Thanh Long bị truy tố tội nhận hối lộ. Cáo trạng thể hiện trong quá trình can thiệp ký test, ông Long bị cáo buộc nhận 2,25 triệu đô la Mỹ, tương đương 51 tỷ đồng từ Phan Quốc Việt, chủ tịch Việt Á. Đối với ông Chu Ngọc Anh, cáo trạng xác định bị can này không thực hiện đúng quy định về quản lý, khai thác kết quả nghiên cứu test Covid vốn do Học viện Quân y chủ trì dù là công trình nghiên cứu của nhà nước nhưng sau đó đã bị Phan Quốc Việt đem ra thương mại, thu lời bất chính. Cáo trạng xác định Phan Quốc Việt đã cảm ơn ông Trung Ngọc Anh số tiền 200.000 đô la Mỹ. Ông Phạm Xuân Thăng, cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương, bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng xác định ông Thăng đã tạo điều kiện cho Phan Quốc Việt bán số kit test xét nghiệm trị giá hơn 106 tỷ đồng cho CDC Hải Dương. Mức giá này bị nâng khống, gây thiệt hại hơn 73,8 tỷ đồng cho nhà nước. Chủ tịch Việt Á, Phan Quốc Việt, bị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Viện Kiểm sát cáo buộc Phan Quốc Việt đã đưa tiền cảm ơn cho nhiều quan chức để được thuận lợi trong việc lấy kết quả nghiên cứu kit test đem ra thương mại. Sau đó, Việt A bán kit test số lượng lớn với giá nâng khống cho các tỉnh thành, thu lời bất chính 1.235 tỷ đồng. Cụ thể, từ năm 2020 đến năm 2021, Việt A đã sản xuất 8,7 triệu kit test và tiêu thụ được 8,3 triệu sản phẩm.